Vietnamese enemy everywhere on the corner, every corner. Inside going to Vietnam. Let's see who will be walking the street. But they got a food stall also. That's a mini mart. This street is called Gumwood Street. They have party everywhere on the street. Có bà không? Bạn trống không? Trống hả? Thôi có hai người bạn nữa. Ở đây chờ, uống nước trước. Cho cái menu. Mr. Friend here for some food. This is for Wang Ốc Trăng Wang. Cho cái nước trước đi em. Chúc cho mấy bạn đến là menu. Cái này dẹp. Cho cái cà phê soda đi. Ờ, nước ngọt này cho cái Coca-Cola đi, với nước đá nhỉ, Pepsi với nước đá. This is mainly have all the shellfish. Có cái nước đá đi em. And this they have the rabbit. A lot of seafood here. Squid, eel, milkfish, octopus, shrimp, beef, cuttlefish. Wow, more meat. Pig stomach, chicken feet, wow, nhiều món quá. Yeah, pigeon, chicken wing, tofu, vegetables, noodles. Yeah, có nước đá không em? Cho cái nước đá. Ở đây hả? Ok, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Chào mấy bạn chút xíu nữa mọi người. À, thêm hai người nữa và ba người. Just wait for the friend. Today they have a birthday today, that's why.